Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 tóm tắt bài 5 trang 111-112 văn bản 3. Đọc văn bản chùm ca dao trào phúng. 1. Chập chập rồi lại chen chen, con gà sống lớn để riêng cho thầy. Đơm xôi thì đơm cho đầy, đơm mà vơi đĩa thì thầy không ưa. 2. Con mèo mà trèo cây cao, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa, mua mắm mua muối dỗ cha con mèo. 3. Anh là con trai học trò, em mà thách cưới, thế anh lo thế nào? Em khoe em đẹp như sao, để anh lận đận ra vào đã lâu. Mẹ em thách cưới cho nhiều, thử xem anh nghèo có cưới được không? Nghèo thì bán bể bán sông, anh cũng cố cưới lấy công ra vào. Cưới em 108 ông sao, 100 tấm lụa đào, 10 cót trầu cao. Cưới em 100 con trâu, 1.000 con lợn bồ câu 8.000. Cưới em 8 vạn quan tiền, để làm tế lễ gia tiên ông bà. Cưới em 1 chỉnh vàng hoa, 10 chùm vàng cớm bạc là 100 năm. Cưới em 3 chùm mật ong, 10 thú mở mũi, 3 năm quýt đầy. Nguyễn Xuân Kính, chủ biên, Ca Dao Người Việt, quyển 3, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 2015, trang 90, 172, 173, 183. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản chùm ca dao trào phúng. Về nội dung chính thì chùm ca dao trào phúng không chỉ làm nổi bật lên nét đẹp văn hóa của người Việt Nam mà còn phơi bày các cái sự việc mâu thuẫn phê phán thói hư tật xấu của những hạng người và cái sự việc đáng cười trong xã hội. Tiếng cười trong ca dao là tiếng cười trào lọng dí dỏm, cũng là tiếng cười chua chát, phản kháng trước cái thực trạng xã hội còn nhiều bất công ngang trái và đã kích sâu sắc những thói hư tật xấu của con người. Tiếp theo, trả lời câu hỏi. 1. Bài ca dao số 1 nói về hoạt động nào của con người? Em căn cứ vào đâu để nhận biết điều đó? Thì các em đọc lại bài ca dao số 1. Thì bài ca dao số 1 nói về hoạt động hành nghề mê tín của thầy bói rỡm. Thì em căn cứ để nhận biết điều đó, đó là căn cứ vào chi tiết mê tín và hư ảo qua những cái từ lái của tiếng trống, tiếng chiên, chập chập, chen chen. Câu 2. Bài ca dao số 1 phê phán đối tượng nào? Tại sao đối tượng đó lại bị phê phán? Thì trong bài ca dao số 1, đối tượng phê phán, đối tượng là người bói toán dởm. Bị phê phán vì đó là những cái lời dụ dỗ, mê tín, mang cái tính chất lừa bịp và trục lợi. Tiếp theo câu 3, bài ca dao số 2 tạo dựng sự tương phản, đối nghịch dựa trên yếu tố nào? Bài ca dao đó thể hiện tính cách gì của mèo và quan hệ như thế nào giữa mèo với chuột? Thì bài ca dao số 2 tạo dựng sự tương phản đối nghịch dựa trên cái yếu tố đó là dựa trên hai nhân vật mèo và chuột. Thì bài ca dao thể hiện cái tính cách của mèo và quan hệ giữa mèo với chuột. Thì ở đây nó phản ánh sự giả tạo của con mèo và sự khôn ngoan của chú chuột. Tiếp theo câu 4, ở bài ca dao số 3, anh học trò đem bán những thứ gì để có tiền dẫn cưới? Hãy nhận xét về đồ dẫn cưới của anh học trò nghèo, có thể có những cái điều này trong thực tế không? Thì ở bài ca dao số 3, anh học trò đem bán những thứ đó là đem bán bể, bán sông. Thì ở đây chúng ta nhận xét về
đồ dẫn cưới của anh học trò nghèo, thì cho thấy những cái điều đó là phi thực tế, đồng thời là cái cách mà anh học trò nghèo chế giễu hủ tục thách cưới. Thì cái điều này trong thực tế thì không có. Bài 5, bài câu số 5, bài ca dao số 3, lên án hủ tục gì? Cách lên án có tạo ra sự căng thẳng không, vì sao? Thì bài ca dao số 3, lên án hủ tục thách cưới, thì cái cách lên án đó có phần hài hước, dí dỏm nên không tạo ra sự căng thẳng. Việc dẫn hơn số lễ vật mà cô gái yêu cầu có phần phi thực tế, nhưng cũng thể hiện cái sự trân trọng của chàng trai đối với phẩm giá của cô gái. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 8. Thì sau khi xem xong, các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em. Thank you.